Anh em dưới đó sao rồi con? Anh em bọn con ở dưới đây vẫn khỏe mẹ à. Mẹ đừng có lo nha. À, như vậy là khi nào con mới được về vậy? Dạ, con... Mẹ yêu ơi, đừng lo nhé, con sẽ sớm quay về thôi, đừng lo. Vì nơi đây luôn có đồng chí yêu thương. Người hùng mang áo xanh, không hề ngại gió sương. Trang mạnh mẽ phi thường, có đảng với nhà nước cùng quyết tâm vượt qua. Và hãy nhớ đây cũng không phải là lần đầu ta chiến đấu giành vinh quang, cũng không phải là lần đầu quân dân đoàn kết trước những gian nan. Bởi vì dòng máu Việt anh hùng, đảng và nhân dân đã chiến đấu đến cùng. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, sông hào kiệt đời nào cũng có đánh tan đại dịch. Sẽ thua thảm bại, chỉ còn tình thương kia là mãi mãi. Cứ thành sóng lớn lướt qua trở ngại, những khó khăn nó càng làm ta thêm vững chãi. Ta càng mạnh mẽ hơn, bước tiếp thắng thua không phải số kiếp. Người nước Nam bất khuất, bao phen không thể ức hiếp. Lùi một bước, người đó thang cầm giữ trước, toàn dân an không nghe lời phản nước. Đừng hoang mang, ý chí cùng một hướng. Bởi vì dòng máu Việt anh hùng, đảng và nhân dân đã chiến đấu đến cùng. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, sông hào kiệt đời nào cũng có đánh tan đại dịch. Bao người con đông lòng.